lắm buồn ràng trà dây dây trà nợ dương mang nước mắt chung xanh hơn biển cả khói sầu nghi ngô khắp trần gian. Trăng đêm nay soi sáng bước đường ta đi, rời nơi chốn hoàng cung. Phụ dương ơi chân con bước ngập ngừng lệ chảy đôi dòng, thương muốn rồi chìm trong khổ đau. Con nào mơ lọc cả quyền cao, tầm đảo màu sáng soi thế gian, đưa nhân sinh thoát xa bờ mê. Thái tử kìa, Gia Du Đà Lan. Thái tử hiền thê, nàng hãy đến bên ta. Em xót xa trong lòng, dương dâng đôi mi hồng, nhìn thái tử sầu đau, thần thiếp hỏi vì sao. Gia Du Đà Lã ơi, nàng là một người vợ hiền chung thùy, gia nhân từ đức hạnh thật trang nghiêm. Đôi mắt nàng như ánh sao đêm, vẽ đài cát của một vị công chúa. Thái tử nhưng nàng ơi, ta buồn đây là buồn cho nhân tình, thấy tay cứ mãi đua chen trong vòng vánh lời chìm đắm sông mê hụt lặng. Càng xót đau ta càng có đứng yên ngồi, nàng hãy nhìn kia là lá hoa tươi tốt, khi bụi thu về sẽ héo tàn phai. Thấm thốt thời gian như thì tên bay, sẽ mang nét thanh xuân ra đi vĩnh viễn. Ta đã thấy cảnh già đua xa chết, ôi có gì đâu trong số kiếp vô thường. Thái tử như ánh mắt em sao sẽ lu mờ theo nắng thang như suối tông mơ biển bạc trắng môi hồng héo dung nhan hiền diệu rồi sẽ tan phai thời gian rồi sẽ sẽ ấp ủ tình nàng trong tâm khảm để muốn đời như mãi mãi trong tim. Thái tử, nghe tâm sự của chàng, lẽ nào chẳng dấn thân vào nơi núi thẳm rừng sâu? Ôi, chẳng lẽ những giấc mơ của thiếp là sự thật? Nàng nằm mơ à? Vâng. Vậy nàng hãy kể lại cho ta nghe đi, hiền thê. Dạ, thiếp xin kể đây. Thiếp mơ thấy có một con bò trắng, ở trên đầu có hạt ngọc sáng long lanh, rồi khoan thai nhẹ bước khỏi kinh thành. Thiếp cố giữ, nhưng cũng không sao dừng được. Giấc mộng thứ hai thì thấy bốn vị thiên dương bóng quang rạng ngời nơi thành Ca Tỳ La về. Rồi bóng đó trên cửa thành mọc lên cây cờ tuyệt đẹp, trời đổ mưa qua nhạc trôi. Nàng ơi, cuộc đời này khác chi cuồng ảo mộng, thương muốn lôi còn sống trong cảnh đau điên. Nếu mai này ta có xuất gia, mong nàng hãy hiểu cho ta vì tình yêu nhân loại. Tình của nàng sẽ luôn tươi tắm mãi vì đã qua vào trong tình yêu của nghe buồn loài. Nàng hãy hiểu mà tin tưởng ngày mãi tươi đẹp, giấc mộng hão huyền rồi sẽ tiêu tan. Ta đi tìm ánh đào vàng sáng soi nhân thế, mong nàng hiểu cho là người. Nếu mai này chàng rời khỏi quan cung, thì gia du đã la đến ngài thương như. Dù thiếp sống nơi lầu son các tiên, nhưng dân bóng vàng vui buồn biết bao nhiêu. Gia du Đà Đá hiền thiên thái tử, con trẻ La Hầu La sẽ nhớ cha. Ôi tội nghiệp con mình, chàng ơi xin chàng đừng xa thiếp. Đừng để gió sầu tội lành khắp hoàng cung. Hiền Thế ơi, đôi mắt của ta đã nhìn thấy cảnh khổ của nhân loại, tai ta đã nghe tiếng nức nở của nhân sinh. Vì thế cho nên ta mới hy sinh tất cả để tìm phương thuốc cứu khổ cho muôn loài. Thái tử, thiếp À, Gia Du Đà La, chắc hiện giờ La Hầu La con của chúng ta đã an lành trong giấc ngủ. dưng Thôi, đêm đã khuya rồi, nàng hãy vào trong an nghỉ. Còn chàng? Còn ta sẽ ở lại một mình mà nghiền ngẫm chuyện thế thái nhân tình. Thái tử, thái tử ơi, thiếp khuyên chàng hãy giữ gìn long thể mà vui sống với cuộc sống an vui. Thiếp thấy chàng buồn, thiếp cũng đau lòng xót dạ. Gia Du Đà La, chỉ có nàng mới hiểu rõ lòng ta. Thái tử, thôi nàng hãy vào trong an nghỉ. Vâng, thiếp xin chào thái tử. Đêm nay ta sẽ rời xa hoàng tộc. Áo Dương Quyền sẽ gửi lại chốn hoàng cung. Buổi ra đi quyết lập chí đại hùng, để không quyến luyến trên bước đường tầm đạo. Một bước lễ dân nửa mưa ngân, đuôi dòng châu ngọc lệ tạ phụ dương và mẫu hậu, giả từ dự đẹp với con xin. Sương buốt lạnh nơi xin giả biệt chốn hoàng cung, thái tử, thái tử, chàng đã đi. Chàng ơi, Thiếp biết chàng ra đi là quyết tâm đi tầm chân lý, nên thiếp đã nhờ Sa Nặc chuẩn bị sẵn yến cương. Nhưng giờ xa chồng sao khỏi nhớ thương. Thái tử chàng ơi, chàng có biết không, cõi lòng em tan nát. Tiếng gió Lan ơi, xin đừng thôi nữa, đừng thôi và đừng lén. Tất Đạt Đa trên vàng neo đăng trên. Thiếp sẽ hy sinh hạnh phúc của riêng mình để cho chàng ra đi tầm chân lý, không quan ngại gì gian. Sắc son chờ đợi ngày chàng tìm ra ánh đào. Thiếp sẽ nhủ khuyên phụ dương và mẫu hậu nuôi dạy con thơ sớm được nên người. Thiếp sẽ cầu nguyện cho chàng được nhiều sức khỏe và sớm đạt thành chánh quả. Đợi ngày ánh đào quang minh sáng soi nhân thế, thiếp thỏa lòng ước mong. Thái tử, thiếp chúc cho chàng sớm đạt thành ước nguyện. Sau khi ra khỏi hoàng cung, ngài cùng Sa Nặc lướt qua ngàn cây cao ngọn cỏ. Những tia lửa sáng lòa tung tóe dưới vó ngựa đập vào sỏi đá của con đường mòn. Sao mai đã lên quá giữa sào. Gió mai cũng đã bắt đầu thổi lại. Mặt nước Anoma đã bắt đầu dậy sóng. Con đường mòn đến đây là dứt nẻo. Ngài nhờ Sa Nặc gửi về hoàng cung nắm tóc xanh mà Ngài đã cắt tại dòng sông Anoma, cùng lời nhắn gửi với phụ vương: hãy tạm quên và chờ Ngài trở về. Với 10 lần rực rỡ hơn bây giờ, nhờ ánh sáng của đạo mà Ngài tìm được. Sau đó, Thái tử khoác lên mình chiếc áo nhà tu. Thái tử mới lần bước ra đi tìm chân lý. Ngài đã đến gặp nhiều vị danh sư như Kalama và Úc-đầu-la-ức. Nhận thấy rằng hạnh đói khát không phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho thanh tâm khỏe mạnh. Ngài đã được Sujata dâng sữa bên bờ sông Ni Liên, được bà Long Dương cúng dường dâng lên bát cháo nhũ mi. Dưới cội bồ đề vững thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Nhưng nơi rừng sâu núi thẳm, thế giới ma đạo không buông tha cho Ngài. Đời không như ước mơ hạ quyền, đời không như lá hoa trên cành, mọi chuyện như có ai sắp bay làm ta ngất ngây. Hey, 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 khát khao bay cao. Hey, 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 ước mơ dâng cao. Hey, 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 đời không như ước mơ hạ quyền, đời không như lá hoa trên cành, mọi chuyện như có ai sắp bay làm ta ngất ngây. Hey, nào cùng nhau ta hát ca vang lên, nào cùng nhau ta đến Ai đó? Người ma nữ dục tình. Các ngươi ở đây cứ ca ca hát hát mà không hay biết gì cả. Gần ở nơi đây có một người tu hành sắp thành chánh quả. Ta và nhà ngươi sẽ kết hợp, loại bỏ cái tên đó đi, loại bỏ nó đi. Nếu không sau này hắn sẽ đạt thành chánh quả. Hắn sẽ đưa toàn bộ đại ma vương của chúng ta vào con đường hủy diệt. Ta biết ma nữ dục tình sẽ quyến rũ được hắn ta. Được, nhà ngươi hãy đến đó trước, ta sẽ tiếp bước theo sau. Được. Sang chính từng mảy. Ta đoán biết nơi đây có người đang tu hành sắp đạt thành chánh quả. Thì ra chính là thái tử Tất Đạt Đa. Này Tất Đạt Đa, sao ngươi dại khờ quá vậy? Có cái gì quý giá hơn sự sông xa qua nơi cung vàng điển ngọc, rượu ấm tình nồng? Và tương lai sau này ngươi sẽ là một chuyển luân thánh vương, cái chỉ cấp thần dẫn thiên hạ, đầy đủ lắm những khoái lạc của cuộc đời. Tại sao? Tại sao ngươi không tận hưởng mà từ bỏ nó đi chứ? Trong khi đó ngươi lại chọn sự hành hạ thể xác một cách vô ích với gốc cây này à? Đâu có ý nghĩa gì. Vậy ta khuyên ngươi hãy từ bỏ cái ý định viễn vông mơ hồ, nguyện tu hành đắc đạo để cứu độ chúng sanh đi. Vì những việc ấy nó xa vời lắm, nó ở ngoài tầm tay của ngươi. Đừng hy vọng hảo quyền chi nữa, mà hãy nên sống thực tế. Trước mắt là thụ hưởng những khoái lạc trong cuộc đời đi. Chính những sự cám dỗ xúi dục con người hãm danh chuộng lợi, chứa đầy tham vọng của loài ma quỷ các ngươi, mà đã làm điên đảo biết bao tâm hồn đen tối. Các ngươi đã biến họ thành những con người tội lỗi trong cuộc đời này. Ngươi nên nhớ, chính sự ham danh lợi đó mà đã được trên thế gian này ước muốn. Ai ai cũng mong được như thế. Hỡi này ma quỷ giả hình kia, xin các ngươi đừng bám víu vào những ảo tưởng mong manh để hầu gạt được ta. Xin các ngươi hãy tránh xa nơi này để ta tham thiền nhập định. Hỡi tên Tất Đạt Đa ngoan cường và ngưỡng ngạnh kia, đã bao khen ta dùng lời ngó ngọt nhằm lái chuyển được tâm hồn người, nhưng không được. Vậy bây giờ ta phải dùng bạo lực để bắt buộc ngươi phải quy phục, hãy tuân thủ theo những điều ước muốn của ta. Đây, ngươi hãy xem phép thuật của ta đây. Ta không tin ngươi sẽ không còn dục vọng. Không ngờ định lực của Đạt Đa quá ư là lợi hại. Chỉ có dân hào quảng chiêu sang mà pháp lực của ta không hàng phục được hắn. Vậy hôm nay ta đành chịu bại trận. Nói như vậy thì Đại Ma Vương đành chịu thua hắn hay sao? Ngươi hãy để đó, để cho ma nữ dục tình này sẽ có cách lùi kéo hắn cho bằng được. Ngươi đến vừa đúng lúc, ngươi hãy cố gắng giúp ta. Hỡi ma nữ dục tình, ngươi loại bỏ cái tên Tất Đạt Đa ương ngạnh này đi. Nếu không thì sau này dưới đại lực của hắn sẽ đưa bọn ma vương của chúng ta đến chỗ hủy diệt. Người cứ yên tâm, ma nữ dục tình này từ trước tới nay chưa bao giờ thất bại. Mọi chuyện ta trông cậy vào nhà người đó. Hỡi ma nữ dục tình, ta đi đây. Khắp chân trời góc biển, giờ gặp chàng đây, thiếp mừng quá chàng ơi. Chàng có biết không, khi sang tinh sương em vừa tỉnh giấc, thì hay tin chàng đã cắt ai ly gián. Ở ngoài thềm trời nhỏ giọt mưa xa, các em nhạt nhòa suối lệ. Chàng ơi, thiếp nhớ thương chàng tha thiết những đêm buồn, mong đợi chàng lòng chưa đừng bóng hình chàng. Sao chàng để mối tình ly ta? Chàng ơi, chàng ơi, về với vợ đẹp con ngoan. Hãy xa ta ra hỡi bóng đen giả tạo, ngươi tưởng giả công chúa rồi ngươi sẽ gạt được ta sao? Công chúa dịu hiền, phẩm hạnh vốn thanh cao, nàng đã hy sinh hạnh phúc mình để cho ta yên lòng mà tầm đạo. Chàng ơi, thiếp biết chàng không tin và không còn yêu thiếp nữa, nên chàng mới đuổi xua buông lời nhục mà ôi đau đớn thay cho thân phận nhan hồng. Thiếp như bạn chuông loạn phòng, chàng ơi anh chẳng sầu còn có gió mây bầu bàn, khi rừng núi buồn nhưng còn lá để reo vui, còn thiết buồn chỉ có một mình thôi, dồn dắt con thơ rồi tiếp ngồi than khóc, khóc vì nhớ chàng một mình nơi diêm xứ, khóc vì thương con biết mặt cha hiền. Bể tình ái sinh ra sầu bi khổ não, là nguyên nhân chìm đắm biển luân hồi. Bởi mê si nên chịu kiếp lạc loài, vì oan trái trói người trong cõi tục. Ta đã vượt ra ngoài ngũ dục, mở từ tẩm thương khắp chúng sinh, quyết tìm ra ánh đạo quang minh để dẫn dắt muôn loài qua biển khổ. Hãy đi đi hỡi này ma nữ, ngươi đừng mong quyến dụ được ta. Từ thuở xa xưa cho tới nay, mỗi khi ta lộ diện thì dù cho kẻ ấy là hạng bần cùng thứ dân hay những khách hào quả phong nhã, thậm chí cho đến bậc đế vương, trước sự quyến rũ của ma nữ này, các vị ấy đều phải đắm lũy vào cảnh mê hồn trận. Ta không tin nhà ngươi thoát khỏi mê hồn trận của ta. Hỡi này thái tử đáng yêu ơi, chàng hãy mở đôi mắt long lanh ra để nhìn em đi. Kìa thái tử à, sao chàng thản nhiên quá vậy? Thái tử, chàng hãy đứng dậy và đến cùng với em qua hiệp tình ân ái, thân ngọc nhà em hiến dâng để ai kia mất tình chiêm ngưỡng một nhan sắc diệp kiều. Tình say nồng hơn là còi non bông, ngất ngây em ơi, sao chàng nghĩ thế nào? Em giờ cuồng lửa yêu đương, chàng ơi có biết thì các ngươi chớ hồng chuyển xoay, đừng đêm. Này ma nữ, hãy nghe ta nói. Đối với ta, một thân hình mà ngươi cho là đẹp đẽ kia, đó chẳng qua cũng chỉ là một bóng hình giả dối. Cũng giống như bao nhiêu sự giả dối khác của thế gian. Này ma nữ, ngươi hãy bình xét lại xem, ngoài lớp da mỏng manh mà ngươi cho là bóng đẹp đó, thực ra bên trong nó chứa đựng những thứ bất tình hối tâm. Đúng thế, nếu phân tích kỹ ra thì thật là ghê tởm biết chừng nào. Ví như một túi da bóng loáng, bên trong toàn những thứ dơ bẩn mà thôi, chớ có chi đâu mà ngươi cho là quý giá. Hỡi này ma nữ kia ơi, một lần nữa vì lòng từ bi, ta khuyên ngươi nên tu tâm dưỡng tánh, hầu giải thoát kiếp ma nữ tầm thường. Vì sao? Vì trong nhiều kiếp trước, các ngươi đã tạo ra quá nhiều ác nghiệp, cho nên bây giờ phải làm tận ma quỷ trong cõi đời đầy mờ mịt tâm tối này. Ma nữ ơi, ngươi hãy nên thức tỉnh đi, vì hiện tại ngươi đã đứng trên một vũng lầy nhiều hội tanh nhơ nhuốc. Ngươi càng lắc mình chừng nào thì ngươi sẽ càng lún sâu tội lỗi chừng ấy. Quả thật là chí lý. Nhưng không thể được. Nếu ta thay đổi tâm tánh theo lời ngươi thì chẳng lẽ thành trì của đại ma vương nhà đã tạo dựng bấy lâu nay chồng chốc lát lại bị tan tành sụp đổ theo mây khói hay sao? Không Không thể được. Ta không nghe lời ngươi, mà ngược lại ta phải dùng yêu thuật để bắt nhà ngươi cho bằng được. Tất Đạt Đa, hãy xem yêu thuật của ta. Lần đầu tiên ta phải chịu thảm bại trước sự kiến quyết rạng ngời của Tất Đạt Đa. Ma nữ này xin cúi đầu hàng phục. Sau khi ngài thán phục được lũ ma dương đến quấy nhiễu thì kể từ đây trái đã chín rồi, chánh quả là đấy. Đức Phật Thích Ca đã vẹn toàn giác ngộ. Đức Phật đã đem ánh đạo vàng sáng soi mà khắp cõi lấp đàn vô. Từ bi thương cả chúng sinh, thế tôn mà dân bước dặm trình.